Chào các bạn, chào các em thân mến. Trong video này, thầy hướng dẫn cho các em giải đề kiểm tra học kỳ 1 để chính thức năm học 2022-2023, giúp cho các em tham khảo cho bài thi năm học 2023 nhé. Môn vật lý 10 thuộc chương trình sách chân trời sáng tạo, đề thi gồm 28 câu trắc nghiệm và 2 câu tự luận. Thầy mong rằng với video này giúp ích cho các em chuẩn bị tốt cho bài thi học kỳ 1 sắp tới nhé. Nào, chúng ta bắt đầu luôn các em. Câu 1. Theo ký hiệu sách giáo khoa vật lý 10 chân trời sáng tạo, thì sai số tuyệt đối của phép đo được tính bằng công thức nào? Sai số tuyệt đối thì được tính bằng, đây là sai số tuyệt đối trung bình ha, trung bình nè các em, đây này, được tính bằng cái này. Trong đó delta x1 thì các em lấy được giá trị đo lần thứ nhất trừ cho cái x trung bình, lấy trị đối tương tự lần đo thứ hai trừ x trung bình, cứ như vậy sau đó chia cho n, chúng ta ra được sai số tuyệt đối trung bình của mỗi lần đo. Sau đó cộng sai số dụng cụ thì các em ra được sai số tuyệt đối của phép đo ha. Câu C nha. Đây là cách ghi kết quả đo rồi, hai cái này giống nhau. Cái này nó khác này. Cái này viết sai này. Câu số 2. Đường biểu diễn độ dịch chuyển theo thời gian của chuyển động thẳng của một chiếc xe có dạng như hình vẽ. Trong khoảng thời gian nào tốc độ của xe không thay đổi? Tốc độ của xe không thay đổi trong khoảng thời gian nào? Các em chú ý, tốc độ của xe không thay đổi trong trường hợp này từ thời điểm T1 đến T2 á, thì chúng ta chiếu vào đây thì nó phương ngang rồi, độ dời của nó không thay đổi, nghe là đang đứng yên rồi. Vậy trong cái đoạn này nè, đồ thị là một cái đường dốc đứng như thế này, là chuyển động thẳng đều nha, chuyển động thẳng đều nên tốc độ sẽ không thay đổi trong khoảng từ lúc 0 đến T1 ha. Các em chọn câu A. Chưa? Câu 3. Gọi vector V13 là vận tốc tuyệt đối của vật chuyển động so với hệ vi chiếu đứng yên. Vector V12 là vector vận tốc tương đối là của vật so với hệ vi chiếu chuyển động. Còn V23 chính là vận tốc kéo theo của hệ vi chiếu chuyển động so với hệ vi chiếu đứng yên. Vector công thức cộng vận tốc ha. Thì vector V13 thì bằng V12 cộng V23 thôi. Giống như quy tắc hình bình hành vậy. Giả sử chúng ta có V12. Đây là V23. Thì các em sẽ tìm được vectơ tổng hợp chính là V13. Dùng quy tắc hình bình hành, chúng ta vẽ hình bình hành ra. Thì đây chính là vectơ vận tốc tuyệt đối V13. Câu C. Câu 4. Chọn câu đúng. Những dụng cụ chính để đo tốc độ tức thời trung bình của viên bi. Tốc độ tức thời nha các em, là tốc độ ngay tại thời điểm chúng ta đo luôn các em. Băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng và thước thẳng. Băng giấy, cổng quang điện, viên bi, máng, thước kẹp. Đồng hồ đo điện, đây. Các em nhìn này, đồng hồ đo thời gian hiện số, phải có đồng hồ đo thời gian chứ. Tại vì chúng ta tính tốc độ trung bình thì được tính bằng gì? Bằng quãng đường chia thời gian. Nhưng mà thời gian phải là rất là ngắn thì chúng ta sẽ có được tốc độ trung bình, phải không? Do đó chúng ta phải dùng đồng hồ hiện số này, cổng quang điện, viên bi, máng và thước kẹp. Cái thước kẹp này để chúng ta đo được cái đường kính viên bi. Sau đó các em lấy đường kính viên bi chia cho thời gian mà cái viên bi lăn qua cổng quang điện, chúng ta sẽ xác định được cái tốc độ tức thời nha. Câu C là hợp lý rồi. Thước thẳng thì chúng ta không thể đo được đâu, tại vì đường kính viên bi là chúng ta đo bằng thước kẹp. Chúng ta kẹp hai đầu này, chúng ta đo được đường kính viên bi, đo được cái khoảng cách để mà cái viên bi lăn qua cái cổng quang điện. Câu số 5. Gia tốc là một đại lượng như thế nào? Gia tốc phải là đại lượng vector nha các em. Vector nó có hướng ha. Vector này đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động ha. Biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. Vậy là câu 5 mình chọn C luôn ha. Đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của chuyển động. Vector đặc trưng cho sự biến đổi nhanh chậm của vận tốc. Cái này cẩn thận nha. Ở đây chính xác nè, là câu D nè. Tại vì gia tốc là đường vector được tính bằng độ biến thiên vận tốc nha. Nhanh hay chậm của vận tốc. Đặc trưng cho sự biến đổi nhanh hay chậm của vận tốc.
như cho DT. Câu 6. Gia tốc của vật được xác định bởi bí thức nào? Đây, bí thức này mình viết xong. Tính bằng delta V chia DT bằng V trừ V0. Đây, bằng sự biến thiên, nghĩa là gia tốc thực tế là tốc độ biến thiên của vận tốc đó. Tốc độ biến thiên của vận tốc. Tốc độ biến thiên của vận tốc gọi là gia tốc. Câu số 7, gọi V0 là vận tốc ban đầu của chuyển động. Công thức liên hệ giữa V, A và quãng đường. Chắc chắn là công thức độc lập với thời gian. Thì các em sẽ có V bình phương trừ V0 bằng V0 bình nha, bằng 2 lần nhân A và nhân S. Ha. Đây là công thức độc lập với thời gian. Rồi, tất nhiên là câu D rồi đúng không? Câu 8, rơi tự do là chuyển động như thế nào? Rơi tự do làm chuyển động thẳng, nhanh dần đều với vận tốc G và hướng từ trên xuống dưới, nhanh dần đều với vận tốc G. Câu 9, một quả bóng đặt trên một mặt bàn được truyền cho nó vận tốc theo phương ngang. Hình nào dưới đây mô tả đúng vĩ đạo của bóng? Đây là chuyển động ném ngang. Thì hình dạng chuyển động của nó phải là dạng parabol, một nhánh của parabol, nha, một nhánh của parabol. Vậy là chúng ta chỉ phân hình B và hình C thôi. Còn trường hợp A và B, D là không thể rồi. Các em kiểm tra xem. Ở đây nó không ở vị trí gốc nha. Khi mà bắt đầu từ vị trí này là nó sẽ chuyển động theo phương ngang rồi. Khi mà rời khỏi mép là chuyển động, bắt đầu là chuyển động theo phương ngang. Nên cái nhánh parabol phải nối từ cái vị trí mà bắt đầu ném theo phương ngang chỗ này. Nha. Lúc này sẽ có trọng lực, chuyển động trong trọng lực. Còn khúc này là vẫn là hai lực cân bằng. Khi bắt đầu rời mép là chuyển động theo trọng lực, bắt đầu chuyển động cong. Câu B là đúng ha. Câu số 10, phương trình nào sau đây là phương trình vĩ đạo của vật? Phương trình vĩ đạo, cái này thường thường là chúng ta rất là dễ quên nha các em. Phương trình vĩ đạo của vật là nó là một nhánh parabol như thế này đúng không? Thì bây giờ mình kiểm tra nó phải có x bình. Ở đây không có x bình là mình lỗi đi nè. Còn là hai ba câu này. Y bằng cái gì? Y nó sẽ bằng là chỗ này x bình này, còn chút trước này là cái gì mình không có nhớ. Nếu mà các em lập ra cũng được, lập ra cũng được, lập ra chỗ này. Bằng cách là chúng ta sẽ xét theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang. Nếu mà chuyển động theo phương thẳng đứng là chúng ta sẽ có Y bằng bằng GT đúng không? Không, rồi tự do, nếu mà V thì bằng GT, còn đối trường hợp là chuyển động rơi xuống như thế này rồi coi như rơi tự do thì coi như là y chính là giống như h thì nó bằng 1/2 g t bình phương. Còn cái trục x là đây này, y này đó, mình sẽ vẽ cái đường này nè. Thì cái t này tính sau đây thì chúng ta có x là chuyển động theo phương ngang là bằng v0 nhân t, tại vì chuyển động thẳng đều bằng vận tốc nhân thời gian. Các em rút thời gian t ra sẽ bằng x trên v0, chúng ta góp ở đây bằng 1/2 g t bình, lấy cái này bình lên nha. T bình là cái này bình lên, là x bình trên V0 bình. Bình trên V0 bình. Đó, vậy là 1/2 G trên V0 bình nha. Chỗ này là 1/2 rồi G chia V0 bình. 1/2 G chia V0 bình. Đây, câu C này. Câu C đúng ha, 10C. Câu 11, chọn phát biểu đúng. Khi một viên bi biến dạng hoặc là vận tốc của vật bị thay đổi thì đã chắc chắn đã có lực tác dụng lên. Đúng không các em? Các em biết rằng lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động. Còn nếu vật đứng yên hoặc là vật chuyển động thẳng đều thì không phải, nó là do quán tính. Còn khi mà vật mà đang chuyển động mà biến đổi chuyển động phải có lực tác dụng ha. Vậy coi đúng rồi các em. Vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn phải có lực tác dụng, hợp lý. Khi mà vật đang chuyển động á mà đột nhiên không còn lực nào thì nó dừng lại là sai, nó tiếp tục chuyển động thẳng đều theo định luật 1 của Newton. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động là sai. Ví dụ như một vật đang chuyển động thẳng đều thì hợp lực của vật, hợp lực tác dụng lên vật bằng 0, hoặc là không có lực nào tác dụng lên vật thì vật vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều. Còn nếu đang đứng yên thì sẽ tiếp tục đứng yên. Nếu không còn lực nào tác dụng lên vật hoặc là tất cả các lực tác dụng lên vật hợp lại bằng vectơ 0. Theo luật 1 Newton, nếu vật không chịu tác dụng của lực nào thì vật phải đứng yên, chịu chắc, phải không? Thì nó vẫn tiếp tục chuyển động thẳng đều, nó đang chuyển động.
Câu 12. Gia tốc của một vật thu được tỷ lệ thuận với lực tác dụng lên vật và tỷ lệ nghịch với khối lượng. Đây là nội dung của định luật 2 Newton. Gia tốc thì tỷ lệ thuận với lực tác dụng. Nếu cùng một khối lượng thì lực tác dụng lớn thì gia tốc lớn. Hoặc là cùng một lực tác dụng, nếu khối lượng mà lớn thì gia tốc sẽ nhỏ, và khối lượng nhỏ thì gia tốc lớn ha. Nếu bị thức vector thì em đưa vector vào. Do đó F và vector A này và vector F này, hai vector cùng phương cùng chiều, tại vì M là một đại lượng vô hướng dương. Do đó hai vector này cùng phương chiều. 13. Chọn câu đúng cặp lực và phản lực trong định luật 3 Newton là hai lực trực đối. Các em chú ý lực và phản lực là hai lực trực đối. Hai lực này á, là nó cùng phương. À, A này tác dụng lên B. Nhưng mà ngược chiều và cùng độ mạnh, như mạnh như nhau. Nhưng mà đặt vào hai vật khác nhau. Nó chỉ khác hai lực cân bằng ở chỗ là hai lực cân bằng phải đặt vào một vật, trong khi hai lực trực đối là đặt vào hai vật. Tác dụng vào hai vật khác nhau. Cặp lực và phản lực là tác dụng vào hai vật khác nhau. Hợp lý ha, cái này hợp lý đó. Còn tác dụng cùng vật là sai. Bằng nhau về độ lớn nhưng không cùng giá là sai. Giá là sao? Giá là cái đường thẳng đựng cái vectơ lực gọi là giá. Mà nó cùng giá nha các em, nó cùng giá. Vì nó cùng nằm trên đường thẳng mà, cùng giá. 14. Chọn phép biểu sai. Trọng lực của một vật là lực hấp dẫn giữa trái đất và vật đó. Trọng lực là lực hút trái đất á, lực hấp dẫn, hợp lý. Trọng lượng của vật là độ lớn của trọng lực. À đúng ha. Độ lớn của trọng lực người ta là trọng lượng được tính bằng M nhân G. Trọng tâm của vật là điểm đặt của trọng lực, hợp lý luôn. Chúng ta đặt cái điểm đặt của vectơ B vào ngay tâm của vật. Trọng lực tác dụng lên vật là không đổi. Trọng lực tác dụng lên vật là không đổi. Không đổi cái gì các em? Trọng lực tác dụng lên vật là không đổi. Câu này có vẻ thì mình thấy nó hợp lý, nhưng mà nếu mà xét cụ thể thì các em biết rằng á, trọng lượng, độ lớn của trọng lực là trọng lượng đúng không? Thì bằng M nhân G. Tất nhiên là M là khối lượng không đổi, nhưng mà cái G nó bị thay đổi ở, tùy theo độ cao, tùy theo vị trí địa lý mà trọng lượng của nó sẽ bị khác nhau, G nó khác nhau. Càng lên cao thì G nó càng giảm đi. Nhưng cái trọng lượng nó nhỏ nên cái vector B này nó sẽ bị thay đổi. Nó ngắn hơn á, càng lên cao nó sẽ ngắn hơn. Tại vì cái độ lớn của nó sẽ nhỏ hơn, tại vì G nhỏ thì B sẽ nhỏ. Chà, ví dụ như ở dưới mà gần mặt đất thì nó dài như thế này. Nhưng càng lên cao thì nó sẽ ngắn lại. Có nghĩa là cái độ lớn của nó sẽ là bị nhỏ đi. Nhưng mà phương chiều vẫn không thay đổi ha. 15. Hệ số ma sát trượt phản lực lên vật là N. Lực ma sát trượt tác dụng lên vật được tính bằng công thức nào? Chắc chắn là bằng lực ma sát trượt thì bằng mi nhân N. Không được dùng vector nha các em, vector là sai. Tại vì lực ma sát và vector N nó phải vuông góc với nhau. Lực là, N là phản lực, có nghĩa là khi vật chuyển động theo phương ngang đó thì luôn luôn có lực năng của vật, của cái mặt sàn tác dụng lên vật. Lực này gọi là lực phản lực tác dụng lên vật, phản lực. Đồng thời á, là có lực hút trái đất tác dụng lên vật, đặt tại tâm vật luôn. Hai lực này cân bằng, nếu chuyển động theo phương ngang thì hai lực này cân bằng, nghĩa độ lớn nó bằng nhau. Còn lực ma sát như thế này, nó hướng như thế này, nó ngược chiều chuyển động. Chuyển động sang bên này thì lực ma sát sẽ cản trở chuyển động, nó phải ngược chiều lại, ma sát trượt. Do đó hai cái tên này vuông góc thì không thể nào dùng cái mũi tên này, tại vì mi là không có thứ nguyên cũng như là vô hướng rồi ha. Đúng về biểu thức độ lớn thôi, không có đúng về biểu thức vector nha. 16. Lực đẩy Archimedes phụ thuộc vào yếu tố nào? Lực đẩy Archimedes khi vật nhúng chìm trong chất lỏng thì có một cái lực đẩy của nước tác dụng lên vật. Và cái lực đẩy Archimedes này được tính bằng trọng lượng riêng của chất lỏng nhân cho thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ. Vật chiếm chỗ của nước bao nhiêu thì thể tích sẽ là bao nhiêu. Đây là phụ thuộc vào trọng lượng riêng của vật. Sai nha, nó phụ thuộc vào trọng lượng riêng chất lỏng thôi. Trọng lượng riêng chất lỏng này và thể tích của vật chưa hợp lý lắm. Tại vì nhiều lúc vật chưa nhúng chìm trong chất lỏng thì lực Archimedes sẽ khác. Trọng lượng riêng chất lỏng và thể tích phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ thì đầy đủ ha. Đúng không?
trong lưu chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng. Đây, thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, ở trên là thể tích của phần chất lỏng giống nhau mà, trọng lượng riêng, trọng lượng riêng chất lỏng và thể tích của phần chất lỏng bị vật chiếm chỗ, hai câu này giống nhau kìa, hai câu này giống nhau đó. Câu 17, chọn đáp án sai khi nói về một số biện pháp an toàn khi sử dụng điện. Giữ khoảng cách an toàn với nguồn điện là hợp lý, nó sử dụng các thiết bị điện đang sạc, sử dụng các thiết bị điện đang sạc không an toàn nhé các em. Tại vì khi mà chúng ta sử dụng mà thiết bị điện đang sạc á, rất là dễ bị cháy nổ ha. Chúng ta chọn B. Câu 18, đơn vị nào sau đây không phải là thứ nguyên của thời gian? Không phải là thứ nguyên của thời gian. Năm ánh sáng các em chú ý, năm ánh sáng là khoảng cách nha, đơn vị thiên văn đó, người ta gọi đơn vị chiều dài chứ không phải đơn vị thời gian nha. Năm ánh sáng là đơn vị của khoảng cách, năm là thời gian là hợp lý rồi, thiên niên kỷ là 1000 năm là đúng rồi, thời gian tuần cũng là thời gian, vậy là năm ánh sáng là khoảng cách, nó chính là đơn vị của thiên văn. Trong thiên văn học á, nghiên cứu về các hành tinh xa xôi với các em, dựa vào độ dịch chuyển thời gian của một vật chuyển động đều có thể xác định được vận tốc của vật chuyển động bằng công thức nào? Xác định vận tốc thì các em lấy D2 trừ D1 trên T2 trừ T1 thôi. Câu C ha, bằng độ giờ chia thời gian. 20, một đoàn tàu hỏa đang chuyển động thẳng đều, nhận xét không chính xác. Tàu hỏa đang chuyển động thẳng đều nha, chuyển động thẳng đều luôn. Đối với đầu tàu thì các to tàu chuyển động chậm dần là sai, tại vì các to tàu nó chuyển động cùng tốc độ, cùng vận tốc với đầu tàu luôn. Không chính xác là câu A luôn rồi. Câu 21, chuyển động nào sau đây có thể coi là chuyển động thẳng nhanh dần? Thẳng nhanh dần thôi. Chuyển động của xe ô tô khi bắt đầu chuyển động được coi là chuyển động thẳng nhanh dần, đúng không? Hoặc là khi mà các em tăng ga, hoặc là các em bắt đầu chuyển động thì phải chuyển động nhanh dần thì mới là bắt đầu chuyển động chứ ha. Câu A luôn. Xe ô tô chuyển động với vận tốc là 20, chọn chiều dương mà chiều hãm phanh luôn các em, chuyển động chậm dần. Quãng đường xe đi được từ lúc hãm phanh đến lúc dừng hẳn là S này, V0 đi, tính gia tốc của xe. Chắc chắn cái này dừng hẳn rồi, các em thấy dừng hẳn không, là V lúc sau bằng 0. Các em dùng là V bình trừ V0 bình bằng 2 nhân A nhân S. Đến đây chúng ta tính được gia tốc thôi, rút A ra, chia 2 vế cho 2S đi, chỗ này sẽ còn lại A, sẽ bằng B bình trừ V0 bình, chia 2S, bằng, B bình là bằng 0 nha, 0 bình nữa này, trừ cho 20 bình là 400, trừ 400, chia cho 2 nhân S là 100, vậy là 400 chia 200 được là 2, trừ 2, vậy là trừ 2 mét trên dây bình phương. Dấu trừ này là chứng tỏ rằng vectơ gia tốc hướng ngược chiều của chiều dương đã chọn chiều chuyển động đó các em. Câu 23, chọn câu đúng ha. Vận tốc trong chuyển động chậm dần đều luôn âm, chưa chắc. Vấn đề là nhanh dần đều hay chậm dần đều, còn tùy thuộc mình chọn chiều dương là chiều nào nữa. Nếu chậm dần đều thì vectơ vận tốc sẽ cũng hướng theo chiều chuyển động. Nếu em chọn chiều dương là chiều chuyển động thì vận tốc vẫn dương. Hả? Mày không đúng. Chuyển động thẳng nhanh dần đều có gia tốc luôn âm là sai, cũng tùy thuộc vào chọn chiều dương nữa. Nha. Nhưng chuyển động nhanh dần đều thì gia tốc sẽ hướng theo chiều chuyển động. Nhưng mà nếu mình chọn chiều dương là chiều ngược chiều chuyển động thì dẫn đến là gia tốc vẫn âm bình thường. Chuyển động nhanh dần đều có gia tốc luôn cùng chiều với vận tốc là đúng. Tại vì tích A nhân V luôn lớn hơn 0 thì A và V này, hai vectơ này sẽ cùng hướng với nhau, cùng hướng nên sẽ là cùng chiều đó. Này đúng ha, chọn câu C luôn. 24, chuyển động nếm ngang á là chuyển động thẳng biến đổi đều là sai rồi, nếm ngang sao mà thẳng, thẳng đều cũng sai, đưa tự do cũng sai. Chuyển động nếm ngang được phân tích thành hai chuyển động, đó là một chuyển động theo phương nằm ngang, thẳng đều theo phương nằm ngang và đưa tự do theo phương thẳng đứng nha. Câu 25, vật nào sau đây chuyển động theo quán tính? Vật chuyển động tròn là có gia tốc rồi, tại vì đó là gia tốc hướng tâm thì không thể nào là chuyển động theo quán tính được.
Vật chuyển động trên một đường thẳng thì cũng chưa rõ ràng, thẳng có không biết là nhanh dần đều hay chậm dần đều, hay là nhanh dần hay là chậm dần ha. Vật rơi từ trên cao xuống không ma sát, mà rơi từ trên cao xuống không ma sát chắc chắn là có trọng lực rồi, quán tính là phải không có lực tác dụng lên vật. Vật chuyển động thẳng đều khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi ha. Câu D. 25, 26 chọn câu sai. Quán tính của một vật có quan hệ với khối lượng của vật đó. Quán tính của vật có quan hệ với khối lượng, đúng. Vật có khối lượng lớn thì quán tính sẽ lớn. Ngược lại, khối lượng nhỏ thì quán tính nhỏ, đúng. Vì có quán tính nên mọi vật không thể thay đổi vận tốc đột ngột, đúng. Đây là tính chất của một vật. Nghĩa là mọi vật sẽ không thay đổi vận tốc một cách đột ngột được vì nó có quán tính. Ví dụ như xe đang chạy, hành khách trên xe đang chạy theo. Hành khách đang ngồi trên xe đang chạy thì khi mà hành khách hãm phanh đột ngột thì do quán tính người sẽ nhào về phía trước ha. Và khối lượng nhỏ thì quán tính nhỏ, hợp lý. Tính chất giữ nguyên vận tốc của vật gọi là quán tính. Ủa, cái nào là câu sai ta? Để này coi lại coi. 26 ha. Vật có khối lượng lớn thì quán tính nhỏ, à nhầm. Vật khối lượng lớn thì quán tính lớn nhé. Câu 27 chọn câu đúng nhất. Vị trí trọng tâm của vật rắn luôn trùng với tâm hình học của vật. Tâm hình học của vật. Trọng tâm sẽ nằm ở vị trí tâm, à, trọng tâm. Điểm chính giữa không được, đặt tại trọng lực. Trọng tâm của vật rắn luôn trùng với điểm đặt của trọng lực tác dụng lên vật. Câu này hợp lý này. Câu này đúng nhất nè. Tâm hình học cũng chưa chắc. Tại vì nhiều lúc cái mặt nó không có đồng chất thì cũng không đúng. Các em chú ý nha. Ở đây tâm hình, trọng tâm chính là điểm đặt của trọng lực là chính xác nhất, bằng cách là chúng ta phải dùng phương pháp để chúng ta xác định điểm đặt của trọng lực. Câu 28 chọn đáp án đúng. Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm. Áp suất chất lỏng thì nó phụ thuộc vào cái gì? Áp suất chất lỏng thì bằng B thì bằng D nhân H. D là trọng lượng riêng của chất lỏng và H là độ sâu. Nghĩa là cái vị trí tính áp suất đến mặt thoáng của chất lỏng đó các em. Vậy là cô độ cao của lớp chất lỏng hợp lý, cái này là độ cao của lớp chất lỏng hay gọi là độ sâu so với mặt thoáng của chất lỏng á, câu này đúng mà. Trọng lượng riêng lớn nhất của phía lỏng là sai, chọn khối lượng không đúng, thể tích không đúng, vấn đề là nó phụ thuộc vào độ sâu thôi. Câu 29, một vật chuyển động theo đồ thị VT như hình dưới sẽ xác định gia tốc và độ chuyển trong giai đoạn từ 0 giây đến 40. Chúng ta xác định bây giờ các em chuyển động từ 0 đến 40 giây, các em thấy là từ 0 đến 40 giây thì vật chuyển động nhanh dần tại vận tốc tăng dần này, từ 40 đến 120 tăng dần lên. Và từ đồ thị chúng ta thấy rằng là từ 0 đến 4 giây thì chuyển động của vật là nhanh dần, chuyển động nhanh dần. Nhanh dần đều luôn nha, tại vì nó đột đường thẳng. Nhanh dần và đều luôn nha. Đấy. Chờ. Và gia tốc và độ chuyển luôn. Gia tốc A thì bằng lấy VB, V tại điểm B từ điểm A. V tại điểm B là 120 trừ cho 40. Chia T 40 trừ 0. 80 chia 40 được 2 đúng không em? 2. Chú ý là đơn vị này là vận tốc là cm trên giây thì chỗ này gia tốc phải là cm trên giây bình phương. Được chưa? Tiếp theo chúng ta tính độ dịch chuyển ha. Độ chuyển chính là bằng cái gì? Các em chú ý, độ chuyển chính là bằng cái quãng đường đi được luôn, tại vì chuyển động không đổi chiều. Cho đó là bằng cái độ chuyển, bằng cái diện tích hình thang luôn nha. Độ chuyển bằng diện tích của hình OABC. Diện tích hình thang thì bằng gì? Đáy bế cộng đáy lớn nhân chiều cao chia 2. Đáy bế là 40. Cộng đáy lớn là khúc này là 120. Nhân chiều cao là khúc này là 40. Chia 2. Chỗ này là 160, 160 chia 2, 80, 84, 32, 320, 3200 cm, bằng 32 mét. Yeah. Tương tự các em tính từ 80 đến 160, 80, 160. Từ 80 đến 160 thì chúng ta thấy rằng là chuyển động gì? Chậm dần, thì vận tốc nó giảm dần. Đến đây nó dừng luôn này. À, và chuyển động chậm dần đều nha. Từ 80 đến 160 giây là chuyển động chậm dần và đều luôn nha, đều chậm dần đều
với góc A sẽ bằng cái đáy V sâu này là 0 này, trừ cho V từ điểm D là 120, chia thời gian T sau là 160 trừ 80. 160 trừ 80 là ra được nhiêu? 80. 120 mà chia 80 là trừ 1,5. Cái này cm trên dây bình phương. Độ chuyển chính là bằng gì luôn các em? Đây là chuyển động thẳng không đổi chiều luôn, nên độ chuyển bằng quãng đường luôn, chính là bằng diện tích tam giác. Mà diện tích tam giác á, thì đối với tam giác vuông thì phải lấy cạnh góc vuông nhân cạnh góc vuông chia 2. Thực tế nó là một nửa hình chữ nhật á. Hình nhật là dài nhân rộng, nhưng mà do này hình tam giác vuông thì một nửa. Thì đó lấy cạnh này nhân cạnh này chia 2. Vậy chúng ta sẽ có là 120 nhân cho 80 chia 2 bằng 4800 cm trên giây, bằng 48 m trên giây. À xin lỗi, 48 m nha. Rồi. Xong nha. Câu 29. Từ một cái vách đá cao 10 m so với mặt nước biển, một bạn ném ngang hòn đá với tốc độ 5 bỏ vào sức cản không khí, xác định tầm xa. Đầu tiên xác định tầm xa là chúng ta xác định L á, tầm xa thì bằng tính bằng L bằng V0T. Nhưng mà cái thời gian chưa có, chúng ta phải tính thời gian chạm đất từ lúc ném. Chúng ta áp dụng công thức rơi tự do đó, tại vì chuyển động ném ngang là phân tích thành hai thành phần rơi tự do. Em bằng T bằng 2H trên G. 2 nhân H là 10, chia G là 9,81. Kèm bấm máy tính là bằng 1,428 giây. Là thời gian này, thời gian rơi tự do cũng bằng thời gian chuyển động theo phương ngang luôn, thì mình lấy V0 mình nhân vào thôi. V0 là 5 mét trên giây nè, nhân là 1,428. Bảy phẩy mười bốn mét. Đó, xong. Chúng ta xác định tốc độ của hòn đá ngay trước khi hòn đá chạm đất, chạm mặt nước biển. Thì vận tốc chạm đất á, thì các em chú ý vận tốc chạm đất á, thì chúng ta thấy là khi chạm đất nó có hai thành phần. Đây như thế này. Chỗ này nó sẽ có một thành phần theo cái hướng chuyển động theo hướng ngang, một thành phần thẳng đứng, thì mình hợp lại thì mới ra được cái này. Do đó mình sẽ áp dụng Pythagore á, nên vận tốc chạm đất sẽ là V chạm đất sẽ bằng căn bậc 2 của V theo hướng x bình phương cộng V theo hướng y bình phương. V hướng x là chuyển động thẳng đều rồi, thì nó coi như nó bằng V0 bình luôn. Nhưng mà V theo hướng y á, là coi như tính vận tốc chạm đất theo hướng y mà bằng G nhân T. Nhớ là cái V á, thời á, V thời bằng V0 cộng AT. Cái này thì chú thích thêm thôi nha. À, khi mà chạm đất á, V0 bằng 0 rồi, tại vì thả rơi tự do mà. G nhân T nha. GT bình phương, rồi em ráp số vào. V0 là 5 bình, cộng G là 9,81, nhân thời gian chạm đất là 1,428, tất cả bình lên. Rồi các em bấm máy ra. Nha. Bằng 14,87 mét trên giây. Hoặc là các em có thể tính vận tốc chạm đất bằng công thức là căn của 2GH. Từ công thức độc lập thời gian các em rút căn lên. Căn 2 GH để chúng ta có được cái VI cũng được. À, tính công thức nào cũng được. Rồi, xong. Câu cuối cùng. Một mẫu gỗ khối lượng là 250 gram là 0,25 kg. Chuyển động với vận tốc là V bằng 5 mét trên giây, tóm tắt sơ ra một xíu ha. Lực ma sát bằng 0,25, lấy G bằng 10. Tính gia tốc của vật lúc ngừng đẩy, lúc mà lực đẩy ngừng tác dụng ha, và quãng đường. Đây. Bây giờ thì phân tích một chút này. Là đầu tiên là em thấy rằng cái mẫu gỗ này nó chuyển động thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, thì chúng ta vẽ hình ra nha. Đây miếng gỗ này thẳng đều trên mặt sàn nằm ngang, giả sử đang chuyển động theo cái hướng bên này, trong hệ vi chiếu là OX trên đây và OY sang này,
nha, chuyển động thì mình phân tích các lực tác dụng vào vật nha. Thứ nhất là trọng lực, thứ hai là phản lực, hai lực này cân bằng luôn là như vậy, tại vì ở đâu chuyển động theo hướng 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 y hướng y đâu, hướng y nhé. Ở đâu chuyển động theo hướng y đâu, nó chuyển động theo hướng x nên hai lực này phải cân bằng theo định luật quán tính hợp lực. Rồi còn hai lực bên này, lực bên này là lực ma sát chưa, còn cái lực bên này là lực kéo, lực kéo ha, lực kéo bên này, lực đẩy qua. Thì bỗng nhiên đẩy ha, lực đẩy ngừng tác dụng, chúng ta đang đẩy bên này một cái lực mà mình ép kéo đi đó, mình đẩy một cái thôi, mình đẩy một cái thôi nha, có nghĩa là mình đẩy một cái mình tạo gia tốc cho nó thôi đó. Rồi sau đó mình sẽ thả ra, mình đẩy mà không có đẩy liên tục, mình đẩy thôi, mình đẩy mình tạo gia tốc cho nó thôi chứ không phải là mình đẩy liên tục nha. Rồi khi nó chuyển động như thế này, sau đó mình sẽ bỏ cái lực này đi, lúc này nó sẽ bắt đầu nó chuyển động chậm dần nha, có nghĩa là cái lực này mình sau khi lực đẩy ngừng tác dụng vào bắt đầu sẽ mất đi, sau đó nó sẽ chuyển động ha. Nó sẽ chuyển động theo quán tính, nó chuyển động một hồi nó dừng lại, lúc này chỉ có một cái lực mà nó làm cho nó vật chuyển động dừng lại thôi. Thì chúng ta sẽ phân tích này, các lực tác dụng lên vật này. Thứ nhất là sau khi đẩy, sau khi ngừng đẩy các lực tác dụng lên vật gồm có N này, B này và F ma sát theo định luật 3 newton, 2 newton. Chúng ta có là F hợp lực sẽ bằng tổng ba cái lực này, lực N cộng lực B và cộng lực F ma sát bằng bằng M nhân A. Bây giờ mình sẽ chọn chiều dương nha. Mình nên chọn chiều dương đi ha. Chọn chiều dương là chiều chuyển động đi. Chiều dương là chiều chuyển động ha. Chỗ này chúng ta chọn chiều dương là chiều chuyển động. Thì lúc này các em thấy rằng N nó vuông góc với cái chiều chuyển động rồi, nó bằng 0. Dưới này bằng 0, B cũng 0. Hai lực này nó không gây ra gia tốc theo chiều chuyển động thì mình bỏ đi thôi. Chỉ có lực F ma sát thôi, mà F ma sát đang ngược chiều với chiều dương đã chọn nên chúng ta sẽ có là chỗ này sẽ trừ F ma sát. Đó. Trừ F ma sát bằng MA. Cho các em, từ đây các em sẽ rút ra được A. Trừ F ma sát chi M. Mà F ma sát thì bằng trừ mi nhân cho phản lực N chi M. Mà do chuyển động theo phương ngang nên N phải bằng B. Tại vì các em biết rằng á, nó không chuyển động theo cái phương thẳng đứng đâu. Do đó hợp lực của hai lực này bằng 0. Hai lực này cân bằng. Hai lực cân bằng thì độ lớn nó sẽ bằng nhau. Là bằng B. Nên suy ra A sẽ bằng trừ mi nhân cho B là nhân cho MG. B là bằng M nhân G chỗ này luôn nha. Chi M. Thử M đi, còn trừ mi nhân G. Mi đề bài cho là 0,25 nhân G là 10. Bằng 2,5 mét trên giây bình phương. Rồi. Xong. Tiếp tục mình tính quãng đường của vật đi được, đến lúc dừng lại thì các em dùng công thức độc lập với thời gian thôi. Chúng ta áp dụng công thức là V bình trừ V không bình bằng 2 nhân A nhân S. Do nó dừng lại rồi thì cái này bằng 0 trừ V không bình bằng 2 nhân A nhân S. Đến đây mình rút S ra. S ra rút bên này sẽ là trừ V không bình chi 2 nhân A. Rút S ra lấy bên này chia bên này nha, số 0 này bỏ đi nha. Trừ V không bình là trừ 5 bình chia 2 nhân A, A là 2,5. Còn lại bằng 5. Nhớ là A bằng trừ 2,5 nha. 5 mét. Phải không? 5. Chứ này 5 này 25 chia 5 được 5. 5 mét. 5 mét nha. À, đúng rồi. Bây giờ bảng đường đi được 5 mét thì nó dừng lại. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Chúc các em thi tốt.